Rồi, chào toàn thể các bác nha. Hôm nay là thứ 5, ngày 14 tháng 4 năm 2022. Thì cũng như mọi khi em lên clip mới nhá. Thì hôm nay thì giới thiệu qua cho bác một số cái sản phẩm. Đấy. Thì cái lô đằng này thì là cái lô máy 26cc 34 ly dọn sẵn rồi nhá. Trong đó thì có mấy con TJ 27cc luôn nhá. Rất là ngon luôn. Zubi, rồi là máy 4 thì có thằng Zubin màu đỏ đỏ kìa. Đấy. Còn ở đằng này thì là những cái dòng máy giá rất là bình dân nhá, hợp lý cho bác, về cho bác có những cái mảnh vườn bé á nhá, rồi là phát ít, rồi là cắt cỏ cho trâu, cho bò, cho cá nhá. Đấy, giá thì độ vài trăm thôi, thì các bác có thể là xem, tranh thủ xem nhá. Thì hôm nay sản phẩm mới thì có cái lô máy đây, có hai con bơm nước khủng mới về đây này. Đấy, thì có giới thiệu qua cho bác, có con này là con Tanaka nhá. Đấy, máy này là máy Tanaka đấy. Con này là 32cc nhá. Đấy, tức là bơm nước là máy to đấy. Đây, bộ bơm nó to. Đấy. Thì có con này to hơn nữa này. Con này là con cũng là Tanaka, con này 38 nhá, 381 luôn. Đấy, rất là to. Khủng. Ống của nó to luôn. Ống của nó ống này chắc tầm 40 đấy. To nhá. Rồi. Thế này có một con tỉa cành nhá. Đấy. Thế bác nào mua cái hàng chưa dọn thì cũng có một số cái mẫu hàng chưa dọn kìa. Không phải chưa dọn mà ý là và mẫu máy xác. Về cho bác lấy đồ nhá. Đấy. Đây có một cái đây là có một hôm qua tháo ra dư một cái bộ cần bộ cần mềm này, mềm tum nhỏ rất là đẹp luôn, của con Mazu nhá. Đấy, đầu bò các bác có thể quan sát rất đẹp. Con này là Mazu 26 nhá. Đấy, bộ cần đây có một bộ dư một bộ đây. Đẹp cực kỳ luôn. Đây muốn giới thiệu cho bác này. Đấy. Thì cái bộ cần này có dây đeo, dây ga sẵn đầy đủ luôn nhá. Đấy. Đấy, công tắc dây ga này. Đấy. Công tắc trên thân này. Bộ này đẹp nhá. Con đấy rất đẹp nên bộ cần nó rất đẹp luôn. Bộ này để cho bác giá 250 nhá. Đấy. Bộ cần mềm tung nhỏ, bố nhỏ. À, của thằng Mazu Yamaha 26. Rồi. Thì vẫn như thường lệ nhá. Thì bác nào mua chè bên em lúc nào cũng có chè luôn. Đây. Chè chính là địa phương em, chính là địa phương trồng chè. Trồng chè rất là nhiều luôn nhá. Đấy, tùy đây. Chè từ rất lâu rồi, trồng rất lâu, nông trường chè nhá. Nếu mà bác nào biết thì có thể là sợt trên mạng là nông trường chè Sông Bôi. Nó thuộc xã Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình nhá. Đấy, chè đây này. Chè là chè tuyết thơm nhá. Gọi là trà đấy. Em báo giá luôn nhá, là 140.000 trên 1 ký, 140. 140k trên 1 kg. Đấy. Và chưa có phí ship nhá. Và ship là phí ship là 30k, được chưa? 30k. Đấy. Phí ship 30k. Thì các bác mua càng nhiều thì nó càng rẻ nhá. Ví dụ các bác mua từ 1 đến 5 cân thì phí ship nó 30k nhá. Nếu nào mua 5 cân thì phí ship vẫn là 30k. Đấy, tóm lại mua càng nhiều càng rẻ nhá. Còn giá này thì các bác không phải nghĩ thôi. Giá này chính là giá mua tận gốc rồi. Đấy. Giá này bằng với giá bán lẻ nhá. Đấy. Bán sỉ thì bằng giá bán lẻ. Đấy, rất là nhiều những bác mua mua để về bán lại nhá. Đấy, chè thì rất là ngon rồi, chè bao ngon mới nhá. Chè lúc nào chè mới, bây giờ chè đang vào vụ, các bác lưu ý nhá. Chè đúng đang vào vụ luôn. Nên là chè bao la bạt ngàn luôn nhá. Thì các bác liên hệ với em theo hai số điện thoại đây. Được chưa? Đấy. Ok. Rồi. Ok nhá. Đây có một cái số cái sản phẩm mà cho bác này. Có con này về cho bác lấy đồ này. Cái con đây là con xác con Honda GX35 nhá. Còn nói chung con này hàng tàu. Chưa? Về lấy đồ nhá. Lấy bình xăng, lấy bình xăng này, lấy chụp giật này. Lấy áo, lấy rên nhá. Con này lấy rên nhá. Chế vẫn còn. Đây. Vẫn rên êm. Đấy. Thì đại loại bán cho con này bác quyền lấy xác nhá. Đấy, thì số 1 nhá. Số 1 này để cho bác giá 350 đi. 350k. Được chưa? Đấy, về lấy xác. Lấy bác nào mà ví dụ hỏng những cái bừng, cái biếc cái gì thì đấy thì có thể là lấy nhá. Số 2 là con này. Con này là con Mazu nhá. Con này Mazu 24 luôn này. Đấy, con này thì chế của nó
chế quan bật dầu một kim này vẫn còn này, hơi vẫn còn nhá. Đấy, bình xăng của nó thì nói chung nó bị bể như này nhưng mà không bị vỡ nhá, các bác phải nắn lại nhá. Đấy thì nó bị mất đầu bò nhá, không có đầu bò đây, không có đầu bò 247 đấy. Thì con Mazuyama 24cc này, con này số 2 nhá, số 2 để cho bác giá 400k đi, được chưa? Đấy, về lấy đồ nguyên cái chế này rửa lên là cũng được gần 200.000 rồi. Đấy. Mazu 24 nhá. Rồi. Thì hơi của em giật thấy hơi nó vẫn còn nhá. Đấy. Rồi, ok. Số 3 là đầu này nhá. Đầu này thì ngon này. Đầu này là đầu máy khủng này, bác nào mà săn những cái con máy khủng nòng to ấy thì có thể lấy con này. Đầu này là đầu Komatsu nhá. Komatsu con này nòng 38 ly nhá. Nòng 38. 30cc nòng 38 ly. Con này nó xài bộ chế là hai họng. Chế hai họng đời mới bây giờ hay dùng nhá. Đây, tung rời đây, được chưa? Tung nhỏ bố nhỏ nhá. Con này là nòng 38 chuẩn nòng 38 nhá. Đấy. Hơi thì rất chắc. Đây. Đấy, hơi ngực luôn. Đấy. Được chưa? Số 3 nhá. Đầu số 3 này để cho bác giá là 900k nhá. Chung em bao hơi thôi, nửa thì em giật vẫn thấy có nửa đấy. Đấy, được chưa? Chế hai họng. Chế này đúng là em không có cái chế này. Chế này thì các bác có thể là mua hoặc là về xử lý nhá. Chế thì nó vẫn bình thường, nó vẫn không thiếu đồ gì đâu. Có vẻ là căn chỉnh lại hoặc như nào đấy nhá. Rồi, ok. Đây có một cái đầu này nổ ngon lành thành đảo này mà nó cũng bị thiếu đồ. Thứ nhất là con này là con Jobin NB 26 262 này. Đấy. Con này là cái nó thiếu cái cao su ở đây này để bắt cái cần. Đấy, tum nó vẫn ok nhá, tum ok ngon luôn. Đây. Cái này thì em có thể đã lắp thử cái chế này về để cho bác xem. Bình xăng con này bị bể chỗ này nhá, bị vỡ chỗ này này. Về các bạn có thể là hàn lại. Anh vẽ vỡ tí chỗ này này. Đấy. Đây. Đấy. Con này về thì chỉ có mỗi lấy đồ thì là siêu ngon rồi. Được chưa? Số 3 nhá. Số 4 nhá. Em số 4 này con này thì rất là ngon này, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nó thiếu cái lớp cao su đây. Cần nó phải có cái cao su đây. Hoặc cái gì ấy gì đấy. Số 3 này để cho bác giá cả nguyên cái bộ chế mới này lắp đã gần 200.000 rồi nhá. Cái con này để cho bác giá 650. Được chưa? Về lấy đồ. Được rồi. Đấy nhá. Cái mũ này kiếm rất khó này. Con này nó hay bị rớt cái mũ lắm. Nhiều bác có cục máy mà không có cái mũ này. Đấy. Số 5 nhá, số 5 là cục này nhá. Cục này là cục TL261. TL261 thì con này nòng thay mới nhá. Nòng thay mới thôi. Con này chỉ có mỗi lai mỗi bộ lòng là mới nhá. Còn đâu là zin hết, à bình xăng nữa. Bình xăng thì cũng không thể tránh khỏi được. Con này nói chung về lấy đồ nhá. Không, cái lòng của nó thì vẫn còn tốt nhá. Lòng hơi rất chắc. Đấy. Được chưa? Cố thiệu cục này số 5 nhá. Số 5. Cục này để cho bác 450 nhá. Hơi 400 đi. Cục này để cho bác 400k nhá. Về lấy gì lấy, được chưa? Nguyên là được cái bộ lòng rồi. Con này TL261 đấy nhá, hàng xịn đây này. Đấy. 26 à TL26. TL26 nhá. Nguyên bình xăng này là 70-80.000 rồi. Bình xăng mới này. Đấy, đại loại thế nhá. Rồi. Ok. Đây em sẽ đi vào chủ đề chính nhá. Em sẽ đi test cái số cái sản phẩm mới đi. Sau đó là sẽ đến cái nô máy gì hả? Sau đó là đến số máy ấy nhá. Đây có hai sản phẩm mới đây, bác nào bơm nước đây. Bơm nước công suất lớn đây. Đây con này con số 7 này. Đúng nhỉ? Đúng rồi, số 7.
này là bơm Tanaka ấy nhá. Con này họng con này thì công suất khủng này. Đây. Con này công suất của nó lên tới 32cc nhá. Nòng con này 36 37 ly, được chưa? Đấy. Thì cái này thì nó có sẵn thêm cái này cho bác này. Đấy. Cái này nó có sẵn để nó tưới. Họng của nó thì nói chung là đầu máy này nó to ấy, đầu máy này thì to thì chắc là bơm của nó này nó bơm khủng nhá. Cái kén bơm khủng luôn. Đấy. Nên cái này bác có thể là diện cho ra ống 34 nhá. Bơm khủng. Đầu máy to thì đương nhiên rồi. Nòng con này 37 ly mà. 36 37 ly, thấy chưa? Chế của nó thì chế nguyên bản như này. Cái bình xăng trên này nhá. Đây tên máy bác xem. Hơi báo chăng nhá. Đấy. Rồi, ok. Tại vì là nó vẫn cái bầu trong bầu bơm này nó chưa có nước nhá. Thành ra là em cũng hạn chế là ga lên. Sợ nó cháy phớt ấy. Ý thế. Thứ bảy nhá. Còn máy thì bao ngon cho bác rồi. Nên em sẽ ví dụ trước khi gửi cho bác em sẽ phải tiết nước hẳn hoi cho bác yên tâm nhá. Bơm bình thường thì mới gửi. Số 7 nhá. Số 7 bộ bơm này để cho bác giá là 1,2 triệu nhá. Được chưa? Máy to, con này máy to nhá, phải máy nhỏ đâu. Rất là to. Mà hơi tốt nhá. Con này to hơn này. Con Tanaka này còn to hơn nữa này. Cái này là lòng 38 ly luôn. Đây. À không phải lòng 38 mà là 38cc. 38cc thì lòng của nó thì chắc là trên 40 ly. Chắc phải 40 ly đấy. Đấy. Thì chế của nó là chế họng to nhá, giống như kiểu máy máy Joby nhựa. Đấy. Đây, cái bộ bơm của nó ống to này. Bộ bơm của nó ống như ống này nó cỡ tầm nói chung ống to nhá. Ống này là ống khoảng 40. Chắc 50 thì không phải, chắc 40. Nói chung ống to nhá. Ống này con này to, nói chung con này to chứ không phải nhỏ nhá. Nó tung rời này. Tung rời này. Con nào mà tháo ra chế máy phát cỏ cũng được ấy. Con này thế. Thứ hai em cũng chưa tháo ra đâu nhá. Chế máy phát cỏ cũng được. Ok chưa? Thì con này cũng thế, hơi thì tốt rồi. Hơi cực chắc nhá. Cái này đầu máy này tháo ra cho chế phát cỏ được. Chỉ kết quả cho bác thấy thôi nhá. Con máy của nó thì bao nhện lổ thôi. Yên tâm. Rồi cực chắc nhá. Số 8. Số 8 này. Con này để cho bác giá 1,4 triệu nhá. Đấy. To. Máy xay IC nhá. Chứ không phải vít nửa. Bác lưu ý nhá. Dòng này dòng máy đời cao nhá. Chứ không phải máy đời thấp đâu. Vỏ nhựa mà. Đấy. Nhưng con này thì cũng là. Nó cũng xài IC. Chứ không phải vít nửa nhá. Các bác lưu ý. Yên tâm dùng. Rồi ok. Thì bác nào mua cái đầu cái X35 Thái thì em còn một đầu này. Bác nào lấy con này ngon lành cành đào luôn. Được, bác nào lấy để cho đầu này 1 triệu chế chiếc nguyên bản nhá. Cho 1,4 triệu được chưa? Rồi. Em có con cắt tỉa cành này, cắt tỉa cành hai lưỡi này, cắt bờ rào hai lưỡi này. Con Tanaka nhá. Đấy. Con này thì nói chung là liền lạc đẹp nhá. Lưỡi thì bao các bác về cắt ok. Được chưa? Công tắc nằm trên thân, tay ga bóp này. Tanaka. Đây, nhẹ lổ nhá. Đấy. Công tắc này. Đấy, lại này. Thôi. Được chưa? Đấy. Rồi, ok. Con này số 9 nhá. 9 này. Số 9 là hơi bán nhanh cho bác giá là 1 triệu nhá. Bán nhanh. Ok chưa? Đấy. Rồi. Đây có cái đầu này này. Đầu này cho bác về đây em có một cái đầu này này. Đầu này là đầu Echo 253 này. 253. Đấy, Echo 253 nhá. Bình xăng dưới nhá. Đã lên chế hai kim này, cực kỳ ngon. Đấy. Đầu này Echo dòng Echo 253 này thì dòng này siêu bền nhá. Các bác biết rồi. Bơm xăng. Kéo lên lên. Hết xăng.
còn ít xăng ở chế nhá. Đấy, đại loại là ngon nhá. Ok. Chín số 10 nhá. Đầu số 10. Đầu này để cho bác giạt 600k nhá. 650, tại vì là lên chế 2 kim rồi. Đấy, ok chưa? Được rồi. Đây có một đầu tum dài cho có về gắn xịt thuốc này, đầu này này. Đấy. Gắn xịt thuốc thì cứ lấy cái đầu này hàng đắt này, côm bướm nhá. Đầu này là đầu Komatsu, côm bướm đây. Đây này, Kobuta này. Tum dài gắn vừa xịt thuốc này. Đấy, nắp cái tum và thử máy cho bác nhá. Con này giật trợ lực luôn, chế chiếc nguyên bản. Đấy. Này hơi yếc thì ngon, ok, tuyệt vời nhá. Đấy, còn giật trợ lực chế chiếc nhạy nổ nhá. Đấy. Ok. Đầu này số 12 nhá. À, số 11. 11 để cho bác giá, con này bán nốt cho bác giá là 1 triệu 2 nhá. Đấy. Được chưa? Rồi. Đây em có cái lô, đây đi test cái lô máy rẻ này trước nhá. Hôm nay đi test lô máy rẻ trước. Sau đó sẽ test đến lô hàng VIP kia. Được chưa? Thì không phải là mà rẻ mà là có nghĩa là em bán rẻ thôi thì nó rẻ, chứ bình thường là nó không giá không, nó rẻ nhá. Đấy. Đây có con Tanaka đen này, con này rất đẹp luôn này. Đẹp tuyệt vời luôn nhá, Tanaka đen. Đấy, đầu bò đầu biếc chế chiếc nguyên bản. Em may nắp cho bác hai tay lái nhá. Con này siêu đẹp này. Thấy không? Đấy, 22cc nhá. Đấy, bô biếc này, đẹp tuyệt vời. Đấy. Con này ở này hơi chặt tí. Đấy, đi chân máy bác xe em này thì siêu ngon rồi. Đấy nguyên bản nhá. Tắt máy này, công tắc đây nhá. Đấy, đây bác nhìn kỹ em này tí, em này rất là đẹp. Bình xăng rất là trắng này, bình xăng zin nó rất trắng nhá. Cực kỳ trắng luôn, không phải thay mới đâu nhá, bởi bình xăng zin đấy. Đấy, cái này thì đây các bác có thể quan sát con máy để cho nó rõ. Đấy, rất đẹp nhá, chế chiếc là chế quan bơ này. Quan bơ tự động nguyên bản luôn. Đấy. Rất ngon nhá. Nhẹ lỗ. 12 nhá. 12. Cái này để cho bác như con này đẹp nhá, để cho bác giá như con này là 22cc để cho 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu. Nếu đẹp. Đó, có một duy nhất một con có đề này. Con này con nó đề này. Con này là cũng là Tanaka đen. Con này 22cc. Con này cũng có đề luôn. Đây, chỉ đề đây này. Đấy. Tay cầm đây như này nhá. Đầu bò đầu biếc bao cho bác nguyên bản, được chưa? Con này có đề nhá. Đây đi tên máy cho bác sĩ em này này. Này ga lên tí nhá. Đây này. Đấy. Đấy. Đấy, cụ đề nó vẫn kêu cách một phát nhá. Đấy, cái đầu này thì các bác có thể là mua nguyên cái đầu này về chế cháo cũng được nhá. Em bà nguyên đầu em cũng bán luôn, được chưa? Đấy. Đầu Tanaka đi. Đấy, rất nhẹ lổ nhá. Đấy, cái này gang lên là ok, được chưa? Để gang tí hơi nhỏ. Đấy. Đấy, con này rất đẹp. Đây. Bồ biếc rất là sáng sủa. Số 12 nhá. Số 13. 13. 13 là hàng có mỗi duy nhất con này có đài. Con này để cho bác giá 1 triệu luôn, được chưa? Có đài 22cc nòng 31 ni. Đấy. Rồi, có con này đẹp này. Có
Con Robin này rất đẹp này, Robin đỏ này. Con này cũng 22cc luôn nhá. Màu đỏ rất đẹp. Đây tùm tiếc đây. Để quan sát. Tùm tiếc rất ok. Đây. Màu sắc áo đẹp nhá. Hơi tốt. Hơi rất tốt. Đây. Chế chiếc nguyên bản luôn nhá. Hơi tốt. Hơi bạc chắc này. Con này gọi Robin hộp đấy. Rồi. 15 nhá. À 14. 14 là để cho bác giá là con này để cho bác 900k đi. Được chưa? 900k. Rồi. Tiếp tục đây. À, có con này rất nổ rất đanh đây. Con này là con Tanaka. Con này 20cc nhá, nòng 30 ly. Đấy, chế của nó chế quan bờ nét đỏ luôn. Đấy, túp dài luôn nhá. Đấy, dòng Tanaka này thì rất là phổ thông. Vỏ viếc thì cũng được, ok. Máy móc tốt. Đây. Rất ok nhá. Đấy. Rồi, lại đây. Đấy. Rất là ok nhá. Rồi. 13 nhá, à 15 nhá. 10 năm. Này để cho bác giá 800k nhá. Được chưa? Rồi. Bán nốt cho bác. Có con này đẹp đây. Con Lativo này rất đẹp luôn. Con này máy rất là mới nhá. Bình xăng rất trắng này. Chế trước nguyên bản này. Đây. Đây, rất đẹp nhá, thấy không? À, tay cầm nó cũng rất là mới, đẹp này, thấy không? Nói chung con này đẹp. Con này cỡ khoảng 20cc. Hoặc là 23 gì đấy, thực ra nó bị mất tem nhá, không biết. Rồi, tắt máy nhá, công tắc tắt máy trên cần nhá. Rất ok nhá. Đây. Tắt máy đây. Đấy, được chưa? Rồi. 16. Em này để cho bác giá là 850.000 nhá. Rất là rẻ. Rồi, ok. Rồi, em chuyển sang tạm thời mấy cái lô này để tí nữa nhá. Tạm cho chuyển sang mấy con hàng VIP này đi, không sợ thời gian nó quá lâu. Đây có 4 con hàng VIP đây. Hôm qua thì cũng bận quá, thì cũng mấy con này là mấy con Kawasaki nhá. TJ27. Đấy, tức là 27cc nhá. Mà cái dòng là Kawasaki mà cái dòng TJ này này. Dòng này là dòng đắt nhá. TJ TH là dòng đắt. Đấy. Thì mấy cái thằng TG thì nó giá nó ra mềm hơn một tí, được chưa? Đấy, TD thì đời nó sâu rồi không nói. Nhưng mà cái dòng này dòng đắt đời mới này. Đấy, quan lưu ý nhá. Mà chế của nó là chế One Bezel 1 kim nhá. Một kim à One Bezel mà nó có một họng ấy chứ không phải hai họng đâu. Loại này loại đắt đấy, không phải là rẻ đâu. Quan lưu ý nhá. Ở đây thì em về được 4 cây. 4 cây thì trong đó có hai con tum rời này, con này tum rời, con kia tum rời này. Con xanh này là tum liền này, con vàng kia cũng tum liền, nhưng mà hai con này được cái lại trợ lực tô hòa nhá. Gãy nhẹ phát lổ, được chưa? Nó đều 27 hết. Đấy. Đời Esiki màu xanh rất là đẹp. Được rồi, đi vào chi tiết đi. Con này con số bao nhiêu? Vừa tiết đến con này. Số 17 nhá. À con này số 17 nhá. Số 17 là con TJ 27 tum dài nhá. Tum dài thì đương nhiên là sẽ là cao tiền rồi. Bác biết rồi. Đấy, cái này là con này chế nguyên bản theo máy luôn này. Chế nguyên bản có vú bơm to nhá, ga ngang nhá. Nó là chế ga ngang đấy. Ok luôn. Rồi, công tắc tắt máy đằng trước này nhá. Các bạn lưu ý.
Con này cũng có gật, có giật trợ lực nhẹ nhẹ nhá, gọi là giật trợ lực nhỏ nhá. Đấy, được chưa? Máy đi ok đâu. 17 nhá. 17, hàng này hàng đắt chứ không phải hàng rẻ nhá. Này để cho bác giá là 1 triệu xem nào. Thôi để tao bấm 1 triệu 7 đi. Đấy. Giá này rất là mềm nhá. Bình thường những cái dòng này thì các nơi nó bán toàn hơn 2 triệu hết. Thế nhưng mà cơ bản này em muốn bán nhanh cho bác. Chủ yếu là mình lấy như kiểu là lấy số lượng ấy. Các bác lưu ý nhá, lấy số lượng này bù gọi là lời mỏng. Đấy, lấy bán nhiều thì đấy nó gọi là ăn số lượng, được chưa? Tiếp theo là con đời tiếp theo là cô này cũng là 27 đây. Con này thật trợ lực rất là ngon này, rất là mới nhá, máy rất mới luôn. Đây, bên hông nó có chữ 27 đây này, TG027. Đấy. Tem bên hông nhá. Con này thì đẹp à. Chế của nó là chế OneBro nhá. Ok nhá. Đấy. Lại này. Thả lỗ. Đấy. Rất ngon nhá. Rồi. 18 này. Em 18 này thì siêu ngon rồi. Con này để cho bác giá 1 triệu 7 luôn nhá. Đấy, cực mềm luôn. Nói chung bác nào đã biết cái dòng này nó đắt rồi thì giá này thì cực kỳ là rẻ. Đấy các bác lưu ý nhá. Tiếp tục đấy, con này có một con tiếp theo này. Con số 10 19 là con này nhá. Con này cũng là con TG27 tung rời này. Đây là tung rời đây này. Đấy, các bác có thể quan sát nhá. Thấy chưa? Đấy. Bố biết thì đương rồi, yên yên bao cho bác ngon lành thành đạo nhá. Chế nó chế con này chế quan bộ dù hai kim này. Nhá. Cái này là chế quan vừa rồi hai kim. Đây. Được chưa? Đấy. Rồi. Rất là ngon. 19 nhá. 19. 19 để cho bác giá là 1 triệu 7. 1 triệu 7 luôn. Được chưa? Đấy. 20. 20 là con này nhá. Con này cũng TG27, con này nó màu vàng nhá. Cũng giật trợ lực. Đấy, chế con này nguyên bản luôn, được chưa? Đây, trông rất là niền nạc nhá. Đấy, rất ok. Chung là mấy con này thì đẹp nhá. Đây, bơm xăng. Rồi. 20 nhá. Em 20 này thì con này thì có thể là thôi con này để cho bác giá 19 đi. À quên nhá, 16. Rồi. Ok nhá. Thì bác nào mà đợt này thì em về rất là nhiều cái dòng máy to này, máy 26 này, 26cc 34 ly cho bác về phát cước này. Đấy, có một con này hai con bộ đôi máy Zubi nhá. Dòng này là dòng ZOB trái táo. Đấy, các bác nào biết cái dòng này là máy 26cc 34 ly nhá, rất là đẹp. Đấy. Đây 26 đây. 26 này. Đấy. Chung là màu vàng rất là đẹp nhá. Máy niền nạc đẹp. Tay ga của nó như này. Đấy. Được chưa? Dòng ZOB này phát cước là bao ngon nhá. Mà dòng này nó là xài chế OneBro nhá, hai kim nhá. À OneBro đúng rồi. Con vừa dùng nguyên bản theo máy là chế một họng nhé, chứ không phải là cái loại ZOB màu vàng mà chỉ hai họng nhá, hoặc là chế máy cưa. Dòng này thì rất là ổn định, chạy cực kỳ ổn định luôn, mà nó không bị chết nửa đâu các bác lưu ý nhá. Đấy, như con này là nguyên bản này theo máy này. Yeah.
kỳ, có giật trợ lực 2 tầng đấy. Đây giật rất sáng nhá. Con này dây giật cực sáng luôn. Này, máy rất mới này. Thấy không? Đấy. Rồi. 21 nhá. 21 thì con này thì máy 26cc lòng 34 ly là khỏe này. 21 con này để cho bác giá là 1 triệu 3 nhá. Đấy. Rồi. 1 triệu 3 mà các bác đã mua được một con máy 26 dòng VIP rồi đấy. Rất là rẻ luôn. Rồi, tiếp tục. Con này cũng thế nhá, không quảng cáo nhiều, chỉ đi test máy thôi. Đây là nó xài chế đây này, quan vừa rồi đây. Ok. 22. 22 để cho bác giá là 1 triệu 3. 1250 nhá. Được chưa? Rồi tiếp tục này. Có con máy tiếp theo, máy 26 nữa này. Con này là con Robin nhá. Dòng Robin này thì các bác biết rồi. Dòng Robin NB này thì là siêu ngon rồi. Đây, Robin NB 262 đây. Con này 26cc 34 ly. Đấy, tum to bố lớn này, tum to này. Cần nó là cần ống 26 nhá, cần to luôn, rất đẹp này. Thấy không? Đấy, tem tiếc mã miếc đầu bò, đầu biếc mai nắp cho tay lái nguyên bản luôn. Đầu bò thì bao nguyên bản. Được chưa? To. Đấy, cái dòng này thì nó nổi tiếng về bàn thì bác biết rồi. Dòng Robin này. Đấy, đi tên máy nhá. Đấy. Rồi. Để găng tin thấp thôi. Để găng tin thấp thôi nhá. Cho găng tin lên là ok luôn. Đấy. Được chưa? Rồi. 23 nhá. Em 23 để cho bác giá là con này là 1 triệu 1 triệu 1 triệu 350. Được chưa? Đấy. Rồi, có duy nhất một con máy 4 thì đây. Bác nào mà lười pha nhớt thì có thể là lấy con máy 4 thì. Con này là con Robin 25cc. Lòng 34 ly, tum nhôm rất là đẹp này. Đấy, bình xăng là thay mới nhá, bình xăng vỡ thay mới nhá. Đấy, đây 2500 đây. Đấy, chưa? Chế nguyên bản. Đấy. Đây tiền máy bác xem em này nhá. Đấy, chạy cực êm luôn, cái này để găng tin hơi thấp. Cái này là đấy, hoàn toàn không có khói nhá. Máy chạy cực kỳ êm mà ra một lúc lâu cũng không có một cọng khói nào luôn. Nếu mà bác nào phát hiện một cọng khói ra thì có thể là đấy, cực kỳ ngon nhá. Rồi. 24. 24, con này để cho bác giá 1,5 nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi. Có con 26 đi, 26 giới thiệu bác con này đành lắm này. Con Estin của Đức này. Con này là máy duy nhất có con này máy của Đức thôi nhá. Đấy. Con này là con Estin. Con màu đỏ này. KL24 này. Con này máy 24cc lòng 33 ly nhá. Đấy, lòng của nó rất là khô ráo này, không có một hiện tượng dầu mỡ gì nhá. Ốc thì chưa hiện tượng là không có bao giờ có hiện tượng là chưa hiện tượng là mở miếc gì nhá. Chế chiếc nguyên bản nhá. Đấy. Con này máy 24 lòng 33 ly nhá. Dòng này thì như con này rất đẹp, phát cước rất là ngon. Cái này em mới vệ sinh sơ sơ ngoài thế nha, nó chưa là vệ sinh sạch sẽ. Đấy, thành ra là nhìn này nó cũng chưa phun bóng này, nhìn nó hơi như con này rất ngon nhé. Đấy, các em thấy ra tí chưa?
ok nhá. Đấy, thấy không? Đấy, rất ok luôn. Đấy, được chưa? Tắt máy nhá. Đấy. Đây, cái mặt tiền của em nó đằng này rất là ok nhá. Rất là liền lạc đẹp, thấy chưa? Vỏ viếc không xước mẹ bể vỡ gì. Đấy. Bồ viếc rất là sáng. Đấy. Đây. Gàng tì thì siêu ngon. Chúc con này thì bao ngon cho băng luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đấy, thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi. Thì con Estin của Đức này nhá. Con này số 26 này. 26 con này để cho bác giá là 1 triệu. À, 1 triệu tư nhá. Đấy. 1 triệu tư vì con này rất ngon. Đấy, ok chưa? Thôi. À, video đấy là dài, có khi là mình xin kết thúc video tại đây đi. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại xa xa kìa. Đấy. Ok. Rồi, cảm ơn các bác xem video nhá.